VATV Production xin được trân trọng giới thiệu. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là giáo sư Nguyễn Thành Xoay, người dẫn chương trình, ai là Triệu Phú. Và rất vui mừng được gặp lại tất cả mọi người vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Chúng ta lại cùng nhau có những giờ phút được trải nghiệm, học hỏi những kiến thức mới, gặp mặt những người chơi mới. Và người chơi hôm nay của chúng ta thì là một người rất đặc biệt. Bạn là Nguyễn Việt Anh, hiện đang là một Xter của Phoenix. Việt Anh có một thâm niên rất là lâu năm trong việc là chơi và tổ chức các chương trình Ai Là Triệu Phú. Và đặc biệt Việt Anh cũng là người đã giúp đỡ chúng tôi trong việc là lên sóng các chương trình Ai Là Triệu Phú Xcoin những số đầu tiên. Và hôm nay thì bạn ấy trải nghiệm chương trình trong một tư cách hơi khác một chút. Bình thường hàng ngày thì Việt Anh đứng ở sau hậu trường sân khấu và là người sẽ tổ chức toàn bộ các hiệu ứng âm thanh, kỹ thuật cũng như câu hỏi. Còn hôm nay thì ở trên ghế người chơi, Việt Anh cảm thấy thế nào? Xin được gửi lời chào tới giáo sư Nguyễn Thành Xoay cùng với tất cả mọi người đã và đang có mặt ở đây cũng như là đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ của chương trình Ai Là Triệu Phú Xcoin. Con tên là Nguyễn Việt Anh, đến từ Hà Nội ạ. Và hôm nay đến đây thì con có cảm giác hơi gọi là một chút hồi hộp, không biết các câu hỏi hôm nay sẽ thế nào ạ, và liệu con có vượt qua được 8 câu như mục tiêu con đã đề ra trước đó hay không ạ? Nếu mà đặt mục tiêu vượt qua 8 câu thì tôi nghĩ rằng cứ bình tĩnh, tự tin, sử dụng một cách hiệu quả và hợp lý các sự trợ giúp. Dạ vâng. Đúng không? Một người mà có thâm niên chơi Ai Là Triệu Phú lâu như Việt Anh thì chắc chắn là sẽ có một chiến lược tham gia phần thi rất là thông minh. Để chúng tôi hy vọng là sẽ được nhìn thấy cái sự bình tĩnh, tự tin của bạn. Việt Anh có đặt mục tiêu là vượt qua 8 câu. Thế thì hôm nay ngoài việc là đặt mục tiêu vượt qua 8 câu hỏi thì em còn có bất kỳ một mong muốn nào khác nữa không? Con cũng không có vọng gì nhiều, chỉ mong là con vượt qua được, gọi là vượt qua được 5 câu đối với cả con vị khán giả tư vấn sai là được. Rồi, khán giả nếu mà có đưa ra những cái tư vấn ấy thì tất cả mọi người đều luôn mong muốn là người chơi trả lời được chính xác. Nếu ngộ nhỡ có không may mà đưa ra một câu trả lời hoặc là một sự tư vấn chưa chính xác lắm thì chắc là do ban tổ chức chương trình có đưa ra một câu hỏi nó hơi xoáy một tí, đúng không nào? Nhưng mà cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn phải tiếp diễn. Thầy rất là hy vọng hôm nay Việt Anh sẽ có một phần chơi thật là hay. Quan trọng nhất là chơi hay và mình cảm thấy vui. Dạ vâng. Mặc dù Việt Anh là một người mà có thể nói là vô cùng có nhiều thâm niên trong việc chơi Ai Là Triệu Phú, nhưng mà theo luật của chương trình thì chúng tôi vẫn có nghĩa vụ phải phổ biến cho bạn Việt Anh luật chơi của chương trình. Ngày hôm nay xin mời ban tổ chức cho luật chơi. Chúng ta sẽ có tổng cộng tất cả 15 câu hỏi trong chương trình, từ câu hỏi số 1 tới câu hỏi số 15. Và vượt qua tất cả 15 câu hỏi này thì như tất cả những người chơi khác, bạn sẽ có một phần thưởng trị giá 150 triệu Xcoin. Có 3 mốc rất quan trọng chúng tôi luôn luôn mong muốn các người chơi vượt qua, là mốc số 5, số 10 và số 15. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp làm vốn, đó là 50-50, hỏi ý kiến của khán giả trong trường quay, cũng như hỏi ý kiến của tổ tư vấn tại chỗ. Sau khi vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên thành công thì kể từ câu hỏi thứ 6 trở đi, bạn sẽ có thêm một sự trợ giúp nữa là hỏi ý kiến của mentor cố vấn. Việt Anh đã nắm rõ luật chơi của chương trình chưa? Với một fan đúng của Ai Là Triệu Phú lâu năm thì cũng phải nói luôn là sẵn sàng từ rất lâu rồi ạ. Sẵn sàng từ rất lâu rồi đúng không ạ? Vậy nếu người chơi của chúng ta đã sẵn sàng từ rất lâu rồi thì chúng ta sẽ phải cùng nhau đi tìm ai là Triệu Phú. Hy vọng là 5 câu hỏi đầu tiên sẽ không quá làm khó Việt Anh. Câu hỏi đầu tiên của chương trình tối ngày hôm nay dành cho Việt Anh như sau. Điền từ còn thiếu trong câu ca dao sau: hòn đất mà biết nói năng thì thầy ba chấm hàm răng chẳng còn. A. Công lý. B.
vật lý, T sinh lý và D là địa lý. Cụm điểm hoạt đất này là chỉ về bề mặt đất của trái đất. Con xin chốt ngay vào luôn là phương án D, địa lý. Hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Vâng, xin mời ban tổ chức chương trình cho câu trả lời. D, chính xác, xin chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 trong chương trình ngày hôm nay có nội dung như sau. Nếu được phân loại chính xác thì từ TR múa hát mề, vâng, từ này nói thật là tôi đọc cũng hơi bị đau mề một chút, mà Gen Z hiện nay hay dùng là thuộc loại từ gì? A. Danh từ. B. Tính từ. C. Trạng từ. Và D. Động từ. Cụm từ này con xin hiểu luôn là chùa hề. Con chốt luôn là phương án A, danh từ. Vâng, chùa hề, danh từ. Xin ban tổ chức cho xin câu trả lời. Chính xác, xin chúc mừng. Có vẻ là những câu hỏi đầu tiên không hề làm khó Việt Anh một chút nào cả. Người chơi có rất nhiều thâm niên chơi ai là triệu phú đúng không ạ? Xin mời câu hỏi thứ 3. Câu hỏi thứ 3 của chúng tôi hôm nay có nội dung như sau. Câu lạc bộ vừa được lên sóng Phoenix là câu lạc bộ gì? A. Book Club. B. Movie Club. C. Japanese Club. Hay D. Debate Club. Câu lạc bộ vừa được lên sóng thì con đúng đúng cái lúc mà con vừa vào group Phoenix, con chốt luôn là A, Book Club. Book Club. Và người chơi của chúng ta đã đưa ra câu trả lời A, Book Club. Xin mời ban tổ chức chương trình cho phương án trả lời của chúng. A, xin chúc mừng. Câu lạc bộ vừa mới được thành lập tại Phoenix là câu lạc bộ đọc sách, cùng đọc sách tiếng Anh, Book Club, đó là chính xác. Chúng ta sẽ cùng chuyển tiếp sang câu hỏi thứ 4. Samoy là tên một loại giống của loài thú cưng nào? A. Chó. B. Mèo. C. Thỏ. Và D. Là sóc. Giống chó này có nguồn gốc từ Nga, con chốt là A. Cụm từ này có nghĩa là tự săn thức ăn. Wow. Một giống chó săn từ vùng Siberia. Chó. A. Là một phương án trả lời chính xác, xin chúc mừng. Việt Anh chơi rất là tự tin, đĩnh đạc, không hổ danh là một người có thâm niên trong nghề ai là triệu phú. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi thứ 5, mốc quan trọng đầu tiên của chương trình tối ngày hôm nay. Câu hỏi thứ 5 của chúng ta có nội dung như sau. Nguyên Ninh là thương hiệu nổi tiếng của loại bánh đặc sản nào ở phố cổ Hà Nội? A. Bánh tôm. B. Bánh cốm. C. Bánh trôi. Và D là bánh khúc. Con chốt luôn là B. A, C, D, cả ba này rõ ràng không phải ạ. Bánh cốm Nguyên Ninh, một thương hiệu nổi tiếng của đặc sản phố cổ Hà Nội. Vâng, bánh cốm là một câu trả lời rất chính xác, xin chúc mừng. Như vậy là người chơi của chúng ta đã rất là dễ dàng vượt qua được 5 câu hỏi đầu tiên trong chương trình tối ngày hôm nay, và bạn đã có một phần thưởng trị giá là 2 triệu Xcoin Việt Anh. Việt Anh nghĩ gì về 5 câu hỏi vừa rồi? 5 câu hỏi đầu tiên có vẻ cũng gọi là không làm khó được con cho lắm. Với cả ngay từ đầu con cũng đặt ra chiến lược sử dụng 4 sự trợ giúp sao cho vừa đảm bảo một cách hữu ích nhất mà vừa có được số tiền mang về. Bắt đầu kể từ câu hỏi thứ 6 này thì Việt Anh sẽ có thêm một sự trợ giúp nữa. Đây chính là hỏi ý kiến của mentor cố vấn. Và mentor cố vấn của chúng tôi tối hôm nay là anh Trần Quốc Tuấn. Không biết anh Tuấn có đang ở đây không ạ? Dạ vâng, xin chào giáo sư Xoay ạ. Xin chào mọi người, xin chào người chơi ạ. Lâu lắm rồi mới được gặp mọi người. Xin chào anh Tuấn và Việt Anh thân mến. Trong tư cách là một người đã từng tham gia tổ chức chương trình thì chắc em biết rất rõ là mentor Tuấn là người đầu tiên đã phá đảo chương trình ai là triệu phú Xcoin, và hy vọng là với sự đồng hành của mentor Tuấn tối hôm nay thì Việt Anh sẽ bình tĩnh tự tin để vượt tiếp đến các câu hỏi còn lại đến mốc 15 nha. Dạ vâng. Mentor Tuấn có nhắn gửi gì đến bạn Việt Anh không ạ? Dạ, chúc bạn sẽ phá đảo được tối thiểu là 13 câu ạ. Và thật sự là mình rất nể bạn. Nói thật là câu số 2 vừa rồi là mình không biết đâu. Không biết là do mình là Gen Y hay như thế nào, nhưng mà thật sự lần đầu tiên là mình gặp từ đấy. Và cái lúc khi mình thấy câu hỏi đấy là mình cũng bị hơi hoảng loạn.
Vâng, MC cũng hoảng loạn chứ đừng nói gì đến các bạn khán giả, nhưng mà không chưa làm khó được Việt Anh. Vâng, rất là cảm ơn mentor Tuấn, hy vọng là mentor Tuấn sẽ đồng hành và đem lại sự may mắn cho các người chơi của chúng ta tối ngày hôm nay. Và Việt Anh thân mến, bằng việc là vượt qua được 5 câu hỏi đầu tiên thì bây giờ em sẽ cùng với chương trình chinh phục các câu hỏi tiếp theo và với trọn vẹn đầy đủ cả 4 sự trợ giúp. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi thứ 6 nhé. Câu hỏi thứ 6 trong chương trình tối ngày hôm nay có nội dung như sau. Quốc gia nào ở châu Phi có lãnh thổ nằm trọn ở trong một quốc gia khác? A. Burundi. B. Tanzania. C. Mali. Và D. Lesotho. Mali. Vâng, nghĩ là Tanzania cái này hơi, không biết dùng từ sao, cái này hơi nghiêng về một nước nào ở... À quá, con xin dùng trợ giúp 50-50 ạ. Bạn Việt Anh xin dùng sự trợ giúp 50-50 và xin mời ban tổ chức chương trình giúp chúng tôi bỏ đi hai phương án sai. Như vậy là A và C là hai phương án sai. Chúng ta còn lại B, Tanzania hoặc là D, Lesotho. Có nghĩa là Lesotho. D. Bạn chắc chưa? Đó còn chất Lesotho. Người chơi của chúng ta đã chốt. Dù sao mấy câu 6 sai cũng không mất gì. Nhưng mà mình chưa được sử dụng ba sự trợ giúp còn lại cũng là một điều hơi đáng tiếc. Thì hai phương án này không biết là bạn có Việt Anh có bất kỳ một căn cứ gì trong đầu không hay chỉ là đoán dựa trên cảm giác thôi. Con nghĩ là Tanzania tên này cũng gọi là không được phi cho lắm. Nghĩ phải nằm ở nước khác hoặc là ở châu lục khác. Tanzania nằm ở châu Phi. Lesotho cũng nằm ở châu Phi. Và quốc gia có lãnh thổ nằm trọn trong một quốc gia khác. Đây là một nước nằm ở cực nam của châu Phi và nó có lãnh thổ nằm hoàn toàn trong lòng của nước Cộng hòa Nam Phi. Đó chính là Lesotho. Xin chúc mừng. Đây. Vâng, rất là may mắn bằng việc sử dụng sự trợ giúp 50-50 và với cảm nhận, cảm giác rất là nhạy bén của mình thì Việt Anh đã vượt qua được câu hỏi thứ 6. Bạn mất đi một sự trợ giúp nhưng bù lại thì chúng ta đã vượt qua được một mốc câu hỏi tương đối khó khăn và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi số 7 có trị giá 6 triệu Bitcoin. Câu hỏi số 7 của chúng tôi ngày hôm nay có nội dung như sau. Năm cánh hoa dâm bụt tượng trưng cho điều gì ở Malaysia? A. Năm miền lãnh thổ. B. Năm nguyên tắc quốc gia. C. Năm đức tính của con người. Và D. Năm châu lục. Còn nghĩ đáp án D thì không phải rồi. Con người con nghĩ không. Mấy cái biểu tượng quốc hoa kiểu này thì con cũng gọi là hơi gặp khó khăn một chút. Con nghĩ sẽ nhờ tổ tư vấn cho an toàn trước ạ. Đúng không ạ? Vâng, bạn Việt Anh mong muốn nhận được sự trợ giúp của tổ tư vấn tại chỗ. Vậy chúng tôi xin hỏi các bạn khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay, bạn nào biết câu trả lời cho câu hỏi này xin hãy giơ tay để trợ giúp cho bạn Việt Anh. Vâng, bạn người đầu tiên đã giơ tay là bạn Nguyễn Ngọc Đức. Xin mời được Ngọc Đức đưa ra sự trợ giúp. Vâng, con xin chào giáo sư Xoay cùng với người chơi là bạn Nguyễn Việt Anh. Con là Nguyễn Ngọc Đức. Mọi người có thể thấy ở tập trước đã tư vấn người chơi. Và trong câu hỏi này thì con xin được tư vấn với bạn, cho bạn Việt Anh là câu B, năm nguyên tắc quốc gia. Rồi, cảm ơn Ngọc Đức. Như vậy người thứ nhất đã lựa chọn phương án B, năm nguyên tắc quốc gia. Chúng tôi xin mời bạn Trần Bảo Phú của mã sinh viên là FX12083. Dạ xin chào bạn Việt Anh và xin chào MC của chương trình. Thì em tên là Trần Bảo Phú và hôm nay tham gia chương trình Ai Chỉ Phú Quýt Bitcoin với mong muốn là được tìm thêm cơ hội mới. Và em xin trợ giúp cho bạn Việt Anh là phương án B, năm nguyên tắc quốc gia. Vâng, cảm ơn Phú. Như vậy Phú đã lựa chọn phương án B. Người cuối cùng chúng tôi xin mời bạn Nguyễn Quốc Đạt. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em là Nguyễn Quốc Đạt. Thì ở trong câu hỏi này thì
em vẫn cùng quan điểm với hai bạn còn lại, đó là đáp án B, năm nguyên tắc quốc gia. Vâng, cảm ơn ba sự trợ giúp vừa rồi của các bạn Ngọc Đức, Quốc Đạt và Bảo Phú. Như vậy là Việt Anh thân mến, cả ba thành viên của tổ tư vấn tại chỗ đều lựa chọn phương án B. Và bây giờ thì quyền quyết định sẽ là ở em. Em có thể tiếp tục lựa chọn sự trợ giúp khác hoặc là đưa ra câu trả lời của mình. Nhắc đến tổ tư vấn ở đây thì có một người trong số ba người thì có hai người không biết. Một người từng dẫn giải mô phỏng triệu phú. Còn một người ở đây chính là anh Bảo Phú, từng tham gia giải Olympia Training. Cho nên con tin luôn cả ba người, chốt là B, năm nguyên tắc quốc gia. Người chơi của chúng ta đã quyết định lựa chọn phương án B. Vâng, sau khi mà biết đến cả hai người chơi, biết đến hai trong ba thành viên của tổ tư vấn, vâng, tôi cũng rất bất ngờ tổ tư vấn của chúng ta hôm nay có một thành tích, bề dày thành tích khủng như vậy. Năm cánh hoa dâm bụt tượng trưng cho năm nguyên tắc quốc gia của Malaysia, rất chính xác, xin chúc mừng. Đây là câu trả lời đúng. Xin cảm ơn các anh ạ. Vâng, cảm ơn các bạn là thành viên của tổ tư vấn. Hy vọng là chút nữa đây, nếu mà sau khi người chơi thứ nhất nó hoàn thành sứ mệnh của mình thì chúng tôi có thể mời một trong ba thành viên của tổ tư vấn Thế Trần Việt Anh để thành người chơi thứ hai của chương trình. Bạn đã vượt qua câu hỏi thứ 7, mình tiếp tục mất thêm một sự trợ giúp nữa, nhưng mình lại tiếp tục nhờ đó mà vượt qua được một câu hỏi khó khăn. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang câu hỏi thứ 8 và bạn còn hai sự trợ giúp nữa, cũng khá là đắc lực. Câu hỏi thứ 8 trong chương trình ngày hôm nay có trị giá 10 triệu XCoin, có nội dung như sau. Ai là host của bản tin thời sự vừa được lên sóng Phoenix? A. Thánh X Xanh Kermit. B. Thánh X Xanh PP. C. Baby Yoda. Hay D. Shrek.